Vâng, thì em Quốc Hùng, âm thanh Bài Bình Định xin kính chào tất cả anh em đang theo dõi kênh của âm thanh Quốc Hùng. Thì hôm nay thì Quốc Hùng có về được một vài sản phẩm đáy để phục vụ tất cả anh em, và những dòng đáy rất là hiếm khủng trên thị trường đã cập bến âm thanh Quốc Hùng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật nha. 18 tháng 4, ngày 18 tháng 4, Chủ nhật nha anh em. Thì gồm những dòng đáy Mỹ và đáy Nhật. Rồi thì hàng về thì còn nguyên buổi luôn, thì em quay lên cho anh em tham khảo, và anh em nào chơi thì nhắc máy alo với Quốc Hùng để sở hữu những sản phẩm mà bên em về để phục vụ tất cả các anh em. Thứ nhất là Ramsa WKB 920, thì hôm trước về được 2 con, hôm nay về được 2 con nữa nha em. Tổng cộng là hiện tại là bên em có 4 con đẹp, rất là đẹp. À, con này về rồi cũng rất đẹp nha, rất là mới luôn. À, anh em có nên nhìn thấy bọc nó tăng tốt luôn, à, rất là đẹp luôn. Ramsa WKB 9220 cặp bến 2 sản phẩm. Con này là chạy 16 so sánh kênh 2 vít và công suất ra lo là 300W trên kênh, và công suất mát là 1114W. À, rất là khủng nha nè. Công suất tiêu thụ điện thì 530W. À. Rồi tiếp theo là một cái con và báo giá luôn cho anh em, báo giá luôn cho anh em là Ramsa WKB 920 có giá là 7 triệu nha, giá là 7 triệu báo ship toàn quốc cho anh em. Tiếp theo là cặp bến một con Accolfi Pro 5 tiếp tục nha anh em, tiếp tục lại về Accolfi Pro 5. Dòng này thì quá là nổi tiếng rồi, hôm trước về được 2 con cũng đã có châu hết rồi nha anh em. Hôm nay về tiếp một con nữa Pro 5, thì con này có giá là 26.500.000 nha. Anh em nào chơi thì nhanh tay liên hệ Quốc Hùng, với hàng những hàng dòng mặt hàng này thì càng ngày nó giá nó càng lên nha nè, càng ngày giá càng lên chứ nó không có xuống nữa. Giờ thì nó rất là hiếm, rất là ít rồi, nó không có được như số lượng nữa, nên mấy hàng này thì hàng đấu giá nên là anh em cạnh tranh nhau mua, nên là anh em nào muốn sở hữu nhanh và những dòng Accolfi Pro thì nhanh tay liên hệ với Quốc Hùng, giá là 26.500.000. Rồi tiếp theo là một con đáy đến từ thương hiệu của Mỹ, Burger Group 7500. Con 7500 này thì chạy sò thang, em chưa tháo ruột căng ra nên là chưa biết nó chạy được bao nhiêu con, nên là em sẽ có những cái video giới thiệu sau. Hàng về còn dính keo, dính bụi nữa nè, sẽ vệ sinh sau. Con này thì có giá là 5.500.000 nha nè, 5.500.000 bơ vừa đúp 7.500 nha. Con tiếp theo ở dưới là Accolfi Pro 2. À, con bên này là Pro 5 nha anh em, bên này Pro 2 thì nó thiết kế là mỏng hơn Pro 5 và công suất nó cũng bé hơn, công suất là 350W trên kênh. Accolfi Pro 2 thì con này có giá là 13 triệu nha anh em, 13 triệu. À, 1 con đói 4 kênh đến từ thương hiệu của Classic Pro đến từ Nhật. Classic Pro Server 4002. Con 4002 này thì sở hữu một mặt vàng phay nhôm vàng chanh. Phay xước rất đẹp. Và con này về với tình trạng thì nói chung là nó cũng có cắn tí nha nè. Đó. Cắn cái mặt cái này. Đây. Nè nó cắn. Rồi con này thì có giá là 10 triệu nha,
Con này đẹp xuất sắc thì giá là 10 triệu 500 ngàn nha anh em. Và con này thì em nó có cắn tí mặt ngay đây thì bên em báo giá là 10 triệu để bao ship toàn quốc cho anh em. Tiếp theo một con khủng long đến từ WS của thương hiệu Mỹ, WS EX4000, hàng khủng gần hết số của WS. Con này thì chạy sổ thang. Và công suất nó là lên đến 1200W trên một kênh nha anh em. Rất là khủng. Anh em nào chơi thì liên hệ nha. Con này có giá là 17 triệu 500 ngàn nha. Hôm trước mình có bán một con rồi. À, 17 triệu 500 ngàn. Những dòng này rất ít về. Về với số lượng là cực kỳ là ít thôi. Nó không có nhiều nha. À. WS-EX4000. Tiếp tục bên này là một con Ramsa thương hiệu Nhật. À, con này thì có model là WKB 1400A, thì con này nó có giá là 5 triệu 500 ngàn, 5 triệu 500 ngàn, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Con này thì không trời xước, đẹp xuất sắc luôn nha, ngay cả nắp lưng của ngoài. À, con rất đẹp. Giá là 5 triệu 500 ngàn cho anh em sở hữu một con Ramsa WKB 1400A. Bên em lại cặp bến một con BC Yamaha 2020M. Và con này thì chắc không xa lạ gì với anh em. Con này nó có giá là 12 triệu nha anh em, 12 triệu. Rất là đẹp. Và một con siêu khủng long, siêu khủng, siêu to nha anh em. Đến từ thương hiệu của To, model là B300D. Sử dụng hai nguồn monolock riêng biệt, hai tăng phô kép. Hai tăng phô kép cho con này thì đánh hai kênh. Và chạy là soi xanh kênh 2 vít, và công suất của nó là 450W trên kênh. Giá con này thì nó có giá là 13 triệu 500 ngàn, giá là bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào chơi thì alo. Và rồi thì vừa rồi em đã báo giá xong những cái mặt hàng mà bên em cập bến hôm nay. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên màn hình, hay kết bạn Zalo Facebook với Quốc Hùng qua số đuôi là 707 để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà anh em ưng ý nhất. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các anh em ở video sau.